Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Chào các bạn. Nội dung video này sẽ là series con thuyền khổng lồ. Đúng rồi. Con thuyền người ta mười mấy hai chục chỗ ngồi còn chưa dám tự xưng là khổng lồ. Con thuyền này của mình có chút xíu, mày nói khổng lồ rồi anh chị fan vô ném đá là sao? Vậy theo mày con thuyền này là thuyền gì đây? Mày đặt con thuyền này tên gì? Thuyền chim. Hả? Gì mà thuyền chim? Đúng rồi. Thiếu gì cái tên sang trọng mày không đặt. Chẳng hạn như du thuyền nè, nó còn muốn đó. Ngầu hơn thì thuyền chiến đó, thấy không? Thuyền vũ trụ. Tự nhiên đặt cái tên bần quá. Đây có phải là con thuyền không? Thì đúng rồi. Phải con thuyền nè. Đây là hình con gì? Con chim. Thuyền chim đó. Trời ơi. Vậy mà nó cũng nghĩ ra được nữa hả? Rồi, vậy theo cái lịch hôm nay mình quay clip sinh tồn đúng không? Đúng rồi mày. Ê chị ơi, sinh tồn cực lắm nghe, nhắm đi được không? Mình ghét nhất là quay mấy cái thể loại sinh tồn này nè các bạn. Mà con thuyền này mình cũng có công sức trong đây. Rồi không lẽ hai đứa bay đi quay rồi để tao ở nhà mình. Rồi, vậy quyết định sinh tồn đúng không? Ừ. Vậy đi. Rồi, hai anh em đi chuẩn bị cần câu đi, chút xíu câu cá ăn. Gì câu cá nè? Chứ mày sao? Mày nhớ là mấy clip sinh tồn đợt trước đi. Câu cá có đủ cá cho ba thằng ăn không? Rồi hai anh bay không thích câu cá phải không? Chuẩn bị lưới đi, giăng lưới kiếm cá, dễ ẹt. Mày đánh lưới xong á, mình đợi cá dính lưới là lúc đó mình đói bụng chết queo rồi. Đúng rồi á. Rồi vậy chứ hai anh bay tính làm gì? Đẳng cấp hơn. Đánh chài. Ừ đúng rồi, đánh chài hả? Đi. Vừa nhanh, vừa hiệu quả nữa mày. Rồi. Cùng tao rinh thuyền này xuống sông mày. Ê khoan, không có được Vinh ơi. Hôm qua tao với thằng Chí có ghinh thử rồi. Nó nặng lắm, không có nổi đâu. Phải 5-6 người ghinh mới được. Được á, trăm mấy chục ký lận á. Vậy thì mình sẽ nhờ mấy anh ở xóm đi lại rinh thuyền này xuống sông nha các bạn. Rồi, tới đây từ từ. Ai mẹ lái đi nha. Áo, anh thước lái á. Trời. Trời ơi, muốn không té luôn vậy. Coi như xong quá trình hạ thủy đó nha mọi người. Khỏe quá. Thuyền này các bạn thấy nó nhỏ vậy thôi, chứ nó nặng là gần 200 kg đó. Hồi sáng 6-7 người khiêng luôn á. 6 người rinh nó mệt lắm luôn các bạn. Đấy, với lại lúc mà đem xuống dưới sông rồi nè, nó xảy ra chút xíu vấn đề là cái động cơ của mình nó không có chỗ gắn vô để mà hoạt động. Thành ra ba anh em mình á phải hàn cho nó một cái cây sắt mất thêm 30 phút nữa. Mà trong 30 phút mình hàn sắt á, các bạn nhìn hai bên nước cái bờ nó trơn luôn, nước rồng luôn rồi. Ê, nước rồng gì ngắm có chạy máy được không mày? Được, chạy máy là nghề của mình mà các bạn. Coi vậy mà mày vẫn chơi lục nghệ vậy nè. Chạy lắm gì thôi, tiến thẳng ra sông tiền luôn. Được không nha? Thấy sông nhỏ tao còn sợ chứ này sông lớn ha. Chắc chưa? Được không? Chắc. Ê khoan, tao có thấy cái gì đó cứng cứng ở đây nè. Cái gì? Nó thử nghe coi cứng gì. Hai đứa bay quên là ở nhà tao có chiếc xuồng hả? 8 năm kinh nghiệm lái xuồng đó nha mày. Nha. Khoan. Bơi xuồng với lái thuyền nó có liên quan gì nhau đâu ta? Tao cũng không thấy nó liên quan chỗ nào hết trơn. Chốt lại cũng là di chuyển trên sông thôi chứ có gì đâu. Mày nhắm chắc không? Tin tưởng của tao đi. Rồi. Chắc chắn hay làm nha chứ. Rồi mày vô đây mày làm đi. Không thôi để hai anh em tao lọt xong là không được nha mày. Vô làm đi mày. Yên tao đi. Rồi. Một. Hết thằng ơi giật cái chỗ này nè. Rồi ơi không biết mở cái máy làm sao mà chạy được. Lên. Thấy hoang mang rồi đó. Gần ra tới cổng sông lớn nha các bạn. Nước cũng lớn theo luôn rồi nè. Đúng rồi. Bây giờ nắng nôi mệt mỏi quá, tụi mình phải tấp vô cây bằng này ngồi nghỉ ngơi chút xíu cho có sức cái đã. Đây cho nó mát cái. Rồi chuẩn bị ra tới cổng sông Tiền nè. Cửa sông nó rất là rộng luôn. Chí có muốn học lái thì đây là cơ hội của mày đã nghe. Thôi mày ơi,
Hồi nãy sông nhỏ người ta còn dám, chứ giờ sắp ra sông lớn tao sợ mày ơi. À, sao mày chết nhát như vậy? Ê mày đừng có chọc tao nha mày. Chọc gì? Mày đừng có cà khịa nó nữa. Mày nói thôi nó quạo lên, nó lái chiếc thuyền này lên bờ luôn sao? Tao thấy mày mới là thằng cà khịa tao dữ nhất đó Quan. Được rồi, tôi sẽ lái ra sông thuyền luôn nha các bạn. Ừ. Mày, bộ lái thuyền khó lắm mày. Sao? Sao nãy giờ tao thấy mày ngồi lái mà mặt mày căng thẳng gồng con chuột lên nữa. Đúng rồi. Mình nói mình lái thuyền thứ hai không ai dám nói là chủ nhật. Ghê vậy. Thì giờ lái thuyền thì dĩ nhiên phải ngồi tập trung mà lái chứ không lẽ đứng lái sao? Vậy ừ. Tao thấy có ông kia đứng lái thuyền rồi mày. Ông lái thuyền nhiều phong cảnh. Tao thấy cái mặt ông có căng gì đâu. Vậy ông thứ mấy mày? Tao thứ hai ông chủ nhật thiệt rồi mày ơi. 20 minutes later. Mình cất cái flycam lại nha các bạn. Nãy giờ mình đã bắt được những cái phong cảnh rất là đẹp ở sông Tiền này cho các bạn xem. Bắt luôn được cái phong cảnh rất là đẹp, chảy máu cái tay luôn rồi kìa. Đây, chia sẻ cho các bạn luôn. Hồi nãy ba flycam ngoài này nè, đâu có chỗ đáp đâu, ở giữa sông mà. Mình bắt flycam luôn, bắt xong bị nó chém đứt cái tay luôn nè các bạn. Đó, tai nạn trong lúc quay phim nha các bạn. Nhiễu nè. Nhìn thấy ghê, chơi dính áo luôn rồi. Cái nó đứt ngay cái đầu ngón tay của mình bạn, ngay động mạch á. Rồi rồi, thôi bây giờ coi hỏi anh Đại coi chỗ này đúng chưa? Quên nữa. Nghe nói là ở cái chỗ này đây có nhiều ốc gạo lắm nghe chi. Wow. Ốc gạo hả? Ờ rồi dẹm nữa, buông chan chan nữa, bự bự không à. Ê đi nó liền đi. Đây. Alo. Ừ hôm bữa anh coi clip anh thấy mấy thằng cưng bắt ốc gạo này kia ở ngoài sông Tiền là chỗ nào à? Ở đó có một cái nhà to nữa sao là có cây trứng cá. Chứ gần đó có trứng cá nữa. Sậy nữa. À đây nè có trứng cá nè. Rồi được rồi. Mà nước ở chỗ này cạn không? Đúng rồi, có ba con nè, nãy giờ đó, nó hóng mình nè. Đây, xin nè mày. Để mà chạy được cá thì tụi mình phải dùng sình, rồi trộn cám vô để làm mồi chút xíu chạy nha các bạn. Bây giờ mình phải thả cái cục sình này xuống, rồi cá nó bu lại ăn, sau đó quăng chạy xuống là dính liền. Ủa cái chiêu này mày học ở đâu biết hay vậy? Hồi đó ba tao với tao đi chạy hoài ha, tao theo học nghề đó mày. Ghê nha. Trộn đi. Tao làm tiếp cho. Ừ, do thành cục tròn tròn á nha. Vậy phải không? Cái này thì mình làm cám gì cũng được, nhưng mà để cá nó thích hơn á thì mình phải rang lên cho nó thơm. Giờ tụi mình không có thời gian cho nên phải làm vậy thôi. Gì nó gút lẹ dưới trời. Hồi nãy con thuyền mình đậu vô trong đây á thì nó còn lền bền trên nước. Mới giờ có mấy cục sình thôi mà bây giờ nó mắc cạn luôn rồi. Nhanh thiệt chứ. Tao thấy bao nhiêu đây là đủ ở đó bạn ơi. Không biết thành công hay không mà làm chi cho nhiều. Rồi vậy trước mắt nhiêu đây đi. Đẩy con thuyền xuống rồi đi chài mày. Ừ. Kiếm cá chưa nè ăn. Để mình coi cái thằng Quang nó chài được bao nhiêu con cá nha. Đợi khoảng 90 giây cho cá nó gom lại, quăng chạy xuống nha bạn, đưa chạy để tao ăn cho mày. Thôi cái tay mày vậy quăng gì để tao làm cho. Ừ, không? Để cho Quang làm đi. Rồi, vậy đi. Nè tao bạn, tay mình sau khi mở cái khăn giấy ra là nó bị đứt như thế này nè. Ừ, ghê quá rồi. Thấy không? Ghê quá. À, đào, quá đào đi. Chuyến quay phim này bị đổ máu rồi. Rồi, quăng chạy đi Quang ơi. Ăn đi mày. Để coi cái mồi của mày có bắt không nha. Phải chờ một chút xíu. Có nhiều bạn hỏi sao có nhiều góc bay của anh đẹp chứ là bởi vì mình bắt rất là nhiều camera nha các bạn. Ở phía trên trời là một cái flycam. Đây các bạn thấy không? Ở phía dưới này là một cái camera mình đang cầm đây nè. Five minutes later. Sao rồi? Quá. Cái thằng ông nội này quăng chài cái kiểu gì mà cá nó không thấy
Nãy giờ tao gửi lưới cho mày thấy mệt lắm rồi đó nha. Ở dưới nói hay con học giỏi lên đây quăng mày. Mày kéo tao lên đi. Tao kéo nó lên, lên đi. Trời ơi, tao thấy cái tướng của mày hồi nãy giờ là tao nghi nghi mày quăng chạy không được rồi. Đây nè. Tao quăng chạy cho mày coi nè. Rồi lại đây ngồi đi anh em ơi. Rồi đó, tao ngồi đây dòm chí nó quăng. Đó. Phải dính cá mới được nha mày. Yên tâm đi, mày nhìn thấy tao. Tỉnh tưởng mày, quăng đi. Một. Vòng tròn mới được đó. Dính tao nè, dính cá nào. Dính cá rồi đó, cá lớn rồi đó nha, chí đâu rồi. Mày vẫn mặt với tao không mày? Bắt đầu tôi hơi sợ sợ cái trình độ đánh chài của hai anh em rồi đó nha. Thằng Quang á, nó chài thì dính con ốc. Thằng Chí nó chài thì dính cái con hến. Rồi anh gì là sao ăn được trời. Hồi xưa ba tao chài nhiều lắm, mà giờ không biết làm sao hết cá gì mày ơi. Chắc xui đó mày ơi. Thôi được rồi, tụi mình sẽ kiếm cái chỗ nào đó có bóng mát, tấp vô trong đó nghỉ ngơi, đợi chiều nước ròng đi ra bắt ốc gạo với bắt dẹm ăn chiều nha các bạn. Ủa gì kỳ vậy? Sáng giờ mình chưa ăn sáng với ăn trưa, giờ ăn chiều là sao? Bây giờ mày ăn sáng con ốc với ăn trưa con hến nha. Nè mày cầm luôn đi. Mày ơi, tại xui thôi mày ơi. Thôi đi kiếm cái chỗ mát nghỉ ngơi chút đi. Bật máy lên đi mày. Rồi đây thôi các bạn ơi. Nắng quá. Kiếm bóng mát. Kè cho đó kìa. Rồi rồi quẹo qua trên đây. Ồ, hồi sáng á là các bạn nhìn thấy nước ở chỗ này là ngập lút luôn. Chiều nước nó rút xuống cá lở ở đây nó lồi lên một cái bãi cồn. Cho nên người ta mới hay gọi đó là ra cồn đó các bạn. Là vậy đó. Phương nói ở đây có nhiều dẹm lắm nha. Đúng rồi. Rất là nhiều dẹm luôn nha mọi người. Thì các bạn nhìn đây nè. Chứ gì sao mà không nhiều dẹm hơn nữa, còn có ốc gạo nữa. Thôi bắt đi anh em ơi. Quá tài quá đắt rồi. Ý chà. Có cua bắt cua luôn nha. Để nó coi coi. Ê, ai có con cá hay gì kìa Vinh? Ở đâu? Cái này hình như. Ê, đừng có giỡn mặt với tớ chứ hả? Đây, cá mắc cạn. Cá này cá gì mày? Cá sơn hay gì á? Cá sơn, cá sơn. Rồi rồi, múc nước bỏ vô để nó chết. Trời ơi. Không. Thả vô đây coi. Rồi nó hấp hối luôn rồi các bạn ơi. Ở đâu còn đâu nữa? Ê, đây có nè. Ê. Dạ. Một con cá lồng tông. Rồi coi mấy chỗ khác có còn không? Ê, con này con. Cái gì nữa không nội? Có không? Không chừng dưới này còn. Có không? Hai con rồi nè. Bây giờ còn nữa không? Đâu? Hết rồi, đi qua xúc đại đi, xúc đại đi. Thấy thằng Chí này làm thấy đã quá các bạn. Thả vô đây coi. Thả vô đây coi. Sao nhiều lần xúc đại cũng dính được hai ba con cá. Người ta nói cá mắc cạn là có thật nha các bạn. Đúng là cá mắc cạn luôn đây nè. Cá bảy chậu luôn nè mày. Cá bảy chậu nữa. Rồi thả vô đây đi. Nước nó rút xuống cá nó đâu kịp đi đâu. Thành ra nó phải mắc ở trên này. Đó, những bạn nào trên Sài Gòn chưa thấy cái tình huống này thì hôm nay các bạn đã được mở mang tầm mắt rồi đó nha. Có không Vinh? Đó, toàn lóc chảo không nè chứ. Rồi, ngon rồi, cũng được. Ê, chỗ tao có mấy con nè mày. Có không? Kẹ, rồi, qua, coi luôn. Coi, coi. Trời ơi, cái thanh niên này. Trời ơi. Cái gì vậy ông nội? Sình nó dính chân. Đi đứng không cẩn thận. Cái sình này đây nó lúng cái chân mình á. Mình chạy rút lên kẹt sình là té à. Ô, té. Nè. Nước cạn là té ngập đầu. Ê, bự nha. Con cá linh. Nhiều chứ các bạn. Con cá lồng tông đó nè các bạn. Trời ơi, coi lý. Mày vớt chỗ nào? Kìa qua anh kia kìa. Đi qua anh kia. Ổ luôn. Mày coi vớt đi Vinh ơi. Ôi vớt luôn mày ơi, đây nè. À, vậy là cái ổ của nó ở đây rồi. Đó. Còn không, còn không? Trời ơi, mó có mấy con cá nướng cũng để lộn dưới nữa trời. Đó, bạn nhìn nè, mấy con cá này lúc hồi nãy nó bị mắc cạn nha các bạn.
chứ thật ra tụi mình đánh chạy là không được con nào tăng. Rồi nướng cho tao con này coi, mặt u nè. Đưa đây. Đó, đó, con bùm chan chan luôn nè các bạn. Ủa con này con hến này con bùm trời. Con bùm bùm chan chan bá luôn. Mà họ nó bị béo phì luôn hay gì trời. Thằng hại luôn. Con đây nè. Rồi để đi. Thôi để vô thêm đi mày ơi. Ở đó nó hoài. Con cá lòng tông này chín rồi nè. Đó, mình sẽ ăn đầu tiên nha các bạn. Cho tao ăn trước. Ok luôn. Đây, ăn thử coi. Ê, ngon như vậy. Ngon lắm nha. Tới tao nữa. Con tôm này của con nào bắt vậy? Ê, con tôm nãy tao bắt đó mày. Phải mày bắt không? Tao bắt đó, không tin mày hỏi ông Quang coi. Con Chí thì có gì nữa. Ừ. Mày mốt edit clip tự mày thấy à. Đúng rồi. Chí sao mày hên vậy? Ơi, tao tài năng mà mày. Nướng nha. Để nó nằm đây đi. Ngon dữ trời, phải tao nướng thêm vài con nữa. Bây giờ về nhà ăn đi. Tối rồi biết dạy nhà xa lắm không? Thằng Vinh nó nói đúng rồi đó. Giật đấy. Trời tối rồi nè. Bây giờ về tới nhà đi. Rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Hôm ngày mình ở trong máy lạnh dưỡng trắng được có chút xíu à. Rồi bữa nay đi với thằng Vinh quay nguyên ngày sinh tồn. Da đen thui nữa rồi. Buồn thiệt chứ. Ăn tôm mày luôn. Hiện tại là 6 giờ tối rồi nha các bạn. Tính ra cả ngày hôm nay ba anh em mình đã thực hiện được một ngày sinh tồn trên con thuyền MV Bird. Rồi thì ngày hôm nay phải nói là quá nắng quá mệt và quá đói, bởi vì cả ngày hôm nay đâu có ăn miếng cơm nào đâu, toàn là ăn hến. Chứ hồi sáng nghĩ sau video này là mình biết lái thuyền luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì nhấn đăng ký kênh, nhấn like và nhấn vào cái chuông nha. Rồi bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo nè. Bye bye. Chị Thảo nè, chị Thảo tấn công đi. Thảo tấn công đi, rồi tấn công đi. Hết. Tấn công gì kìa, có hai quýnh lộn hay gì trời. Ôi, bình thường thôi, 1, 2, 3 rồi. Đây. Ừ. Yeah. Yeah.